Chào các bạn ha, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt các chế độ hoạt động router mode, repeater, access point mode và WSB trên các thiết bị router Wi-Fi Totolink N200RF5 và N350RT. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là mình đang có con Totolink N200RF5 ha. Thì trước tiên thì các bạn cắm nguồn và cũng như là nối cổng dây mạng từ con modem chính đến cổng WAN, tức là cổng màu vàng trên con N200RF5. Tiếp theo thì trên điện thoại các bạn bắt vào cái sóng Wi-Fi, như các bạn có thể thấy đây là Totolink N200RE ha, thì mình sẽ cho cái điện thoại của mình kết nối vào cái sóng Wi-Fi Totolink N200RE này. Tiếp theo thì bạn mở cái trình duyệt web trên điện thoại của mình lên và bạn mở cái tab ẩn danh hoặc là cái tab riêng tư. Ở đây mình dùng Safari, mình sẽ mở tab riêng tư ha. Và trên cái thanh địa chỉ trình duyệt mình gõ vào cái tên miền truy cập iTotolink.net ha. Mình sẽ truy cập vào cái địa chỉ, cái tên miền truy cập này. Và ở đây các bạn nhập vào một mật khẩu là admin, viết thường admin ha, bạn đăng nhập vào. Và đối với cái chế độ là router mode á, thì mặc định thiết bị đã cài đặt rồi. Khi mà chúng ta mua sản phẩm về thì cái sản phẩm nó đã được cài sẵn cái tính năng là router mode mặc định rồi. Cho nên ở đây chúng ta chỉ việc cần phải làm đó là thay đổi lại cái tên wifi cũng như mật khẩu thôi. Thì cái cách thay đổi chúng ta sẽ vào một cài đặt nhanh. Ở đây chúng ta nói là bạn chọn múi giờ ha, thì các bạn chọn là GMT cộng 7 là cái múi giờ của Việt Nam. Rồi, kiểu kết nối IP rộng các bạn cứ để đó, bấm kế tiếp. Và ở đây sẽ có một điều chỉnh IPTV, nếu các bạn không có điều chỉnh IPTV thì các bạn cứ bấm kế tiếp luôn. Rồi, ở đây là sẽ đến cái mục chúng ta đặt cái tên Wi-Fi và mật khẩu ha. Thì ở đây cái tên Wi-Fi mình vẫn giữ nguyên là Totolink 200RE luôn, ở đây mình chỉ cần đặt cái mật khẩu cho thiết bị thôi. Ví dụ mình đặt là Totolink 123 đi ha. Rồi, sau khi mình bấm xong bấm kế tiếp thì tiếp theo là sẽ hiển thị cái phần mà để chúng ta đổi mật khẩu đăng nhập cho cái thiết bị này. Thì cái mật khẩu lúc đầu là admin á, các bạn muốn thay đổi thì các bạn nhập vào. Còn không thì các bạn có thể cho nó trùng với là cái mật khẩu Wi-Fi luôn cũng được. Ở đây mình cho nó trùng với mật khẩu Wi-Fi cho nó đơn giản ha. Sau đó mình bấm kế tiếp. Rồi tiếp theo nó sẽ hiển thị cái giao diện để tóm tắt những cái thay đổi, những cái tùy chỉnh mà lúc nãy chúng ta vừa đặt. Thì các bạn kiểm tra xem nó có ok hết chưa, nếu mà ok hết thì chúng ta bấm hoàn tất. Lúc này thiết bị sẽ tiến hành cài đặt lại cái tên Wi-Fi cũng như là mật khẩu cho cái con N200RE5 của mình ha. Rồi sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể thấy là cái điện thoại của mình nó sẽ bị mất kết nối với lại cái Wi-Fi chính. Nó sẽ bị mất kết nối với lại cái Wi-Fi của con N200RE. Thì lúc này chúng ta cần phải làm đó là kết nối lại cái Wi-Fi, bắt lại cái sóng Wi-Fi của con N200RE. Rồi, đây mình kết nối lại và nhập lại cái mật khẩu mà lúc nãy mình vừa thay đổi. Lúc nãy mình đặt là Totolink 123 ha. Rồi, mình kết nối vào. Rồi giờ mình sẽ thử lên một cái trang mạng xem có lên web được bình thường hay không. Đó, vẫn lên bình thường ha các bạn. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái thiết bị router Wi-Fi Totolink N200RE hoạt động với chế độ là Gateway Router Mode. Rồi còn đối với chế độ Access Point Mode thì sẽ như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta cũng cắm nguồn cho thiết bị N200RE ha. Và các bạn không có nối dây mạng nào đến nó hết. Tiếp theo trên điện thoại của mình các bạn cũng bắt lại vào cái sóng Wi-Fi Totolink N200RE luôn. Rồi sau khi kết nối xong chúng ta cũng vào cái trang cài đặt của thiết bị. Đó là iTotolink.net ha. Rồi chúng ta truy cập vào. Rồi ở đây chúng ta cũng nhập cái mật khẩu đăng nhập mặc định là admin. Rồi, khoát. Đây các bạn nhìn ở dưới này nó có một cái nút, đó là nút chế độ ha. Các bạn bấm vào cái phần chế độ này và tiếp theo chúng ta chuyển qua ở đây các bạn thấy có bốn mục tùy chọn thì chúng ta sẽ bấm chọn vào chế độ AB xác nhận. Rồi, ở đây là thông tin về cái con N200RE, như các bạn có thể thấy tên SSID tức là tên Wi-Fi và có một cái nút công tắc mã hóa. Chúng ta sẽ bật cái nút công tắc mã hóa này lên để đặt cái mật khẩu cho cái thiết bị N200RE chạy chế độ Access Point. Còn nếu như các bạn không muốn đặt thì các bạn tắt nó đi. Giờ mình sẽ đặt nha. Mình sẽ đặt lại cái mật khẩu là cũng là Totolink 123 luôn cho nó dễ ha. Rồi, sau đó mình bấm nút luôn. Đó, lúc này là thiết bị sẽ chuyển qua cái chế độ hoạt động là Access Point Bridge Mode. Rồi, sau khi mà cài đặt xong á, thì chúng ta sẽ nối cái cổng dây mạng từ con modem chính đến bất kỳ cổng giao tiếp nào trên con N200RE đều được ha, WAN hoặc LAN đều được.
nó gọi cũng lan đi. Rồi đây, chúng ta sẽ vào lại cái trang danh sách wifi trên điện thoại ha. Đây các bạn thấy có tên là Totolink N200RE, và mình nhập lại cái mật khẩu. Thì cái cách nhận biết thiết bị đang hoạt động ở chế độ Access Mode đó là các bạn xem cái địa chỉ IP của cái con N200RE nó đang cấp cho cái điện thoại của mình ha. Thì các bạn có thể thấy là nó đã chuyển qua lớp là .3.1 nè, tức là nó trùng lớp mạng với là cái con modem chính của mình luôn. Rồi sau khi cài đặt cái tính năng Access Mode cho thiết bị N200RE V5 rồi, thì làm cách nào để chúng ta có thể truy cập vào lại được cái trang cấu hình của thiết bị? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách ha. Đó là trên cái điện thoại của mình vẫn kết nối vào cái sóng Wi-Fi Totolink N200RE. Tiếp theo mình mở cái trình duyệt web trên điện thoại lên và mình nhập vào cái IP của cái con modem chính. Ở đây cái con N200RE của mình đang nối từ một cái thiết bị router, đó là con con Totolink A830R ha. Thì cái con này nó là lớp mạng 192.168.1.5.1. Thì mình sẽ đi đến cái địa chỉ 192.168.5.1. Rồi ok, mình đi đến cái địa chỉ này ha. Nếu như trên cái trên cái thiết bị của nhà bạn là cái con modem chính thì các bạn phải đăng nhập đúng vào cái địa chỉ IP của cái con modem hoặc là cái con router chính của nhà bạn ha. Rồi, ở đây mình sẽ xem thông tin những cái thiết bị đang kết nối với là cái con A830R của mình. Thì ở đây các bạn lưu ý có một cái mục đó là địa chỉ MAC. Thì các bạn sẽ đối chiếu cái địa chỉ MAC này so với cái địa chỉ MAC dán trên cái tem của cái con N200RE V5 á. Đó, thì mình sẽ đối chiếu cái địa chỉ MAC này để xem cái địa chỉ IP đang được gán cho nó từ con modem chính, con router là bao nhiêu. Thì đây là cái địa chỉ IP của cái con N200RE đang được con A830R gán ha. Mình sẽ copy cái địa chỉ này và mình paste lên cái đường dẫn. Thì lúc này nó sẽ đăng nhập vào lại cái trang cấu hình của cái con đăng nhập vào lại cái trang cấu hình của con N200RE V5 ha. Rồi, mình đăng nhập vào lại cái trang cấu hình của nó luôn. Rồi, ở đây các bạn có thể sử dụng cái IP này để có thể cấu hình như là đổi tên wifi hoặc mật khẩu. Hoặc là các bạn muốn đặt một cái IP tỉnh khác cho thiết bị thì các bạn sẽ vào cái mục PC dưới đây, xác nhận. Rồi, ở bên tay trái các bạn chú ý tới cái mục là mạng và các bạn bấm vào. Thì lúc này cái mục chế độ lưới nó đang để tự động thì các bạn chuyển nó qua là thủ công. Đó, cái mục địa chỉ IP này các bạn sẽ đặt lại cho nó, ví dụ như nó là 192.168.5.2 ha. Các bạn sẽ chuyển lại ví dụ như 192.168.5.45 đi. Rồi ok, các bạn bấm áp dụng. Thì lúc này nó sẽ bắt đầu tiến trình cài đặt lại, đặt cho cái con N200RE này một cái địa chỉ IP mới được cấp từ cái con modem hoặc là con router cấp trên của nó. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ cài đặt cái con N200RE V5 này hoạt động như là một thiết bị mở rộng sóng repeater. Rồi mình cũng lặp lại các bước tương tự, kết nối vào cái sóng wifi Totolink N200RE, đăng nhập vào trang totolink.net, rồi gõ mật khẩu đăng nhập admin, rồi thoát. Rồi các bạn chọn một chế độ và chọn cái tùy chọn là chế độ mở rộng sóng. Lúc này nó sẽ quét những cái sóng wifi xung quanh cái thiết bị N200RE ha. Thì các bạn có thể thấy ở đây là những cái danh sách những cái sóng wifi xung quanh. Ở đây mình chọn vào cái Totolink Office luôn. Rồi, đây mình nhập mật khẩu. Các bạn lưu ý là phải nhập chính xác cái mật khẩu của cái wifi chính mà cái con N200RE này đang bắt đến ha. Sau khi nhập xong rồi chúng ta bấm nút kế tiếp. Rồi tiếp theo là nó sẽ hiển thị một cái trang để mình cài đặt cái tên wifi cũng như là mật khẩu của cái con N200RE này, tương tự giống như là cái chế độ Access Mode lúc nãy ha. Rồi, cái mục công tắc mã hóa này các bạn có thể bật lên hoặc là tắt đi ha. Ở đây mình sẽ bật lên để mình đặt cái mật khẩu cho nó. Sau khi cài đặt xong tên wifi và mật khẩu thì các bạn bấm nút lưu. Lúc này cái con N200RE nó sẽ tiến hành cài đặt về chế độ là mở rộng sóng. Rồi giờ mình sẽ quét lại cái sóng wifi mà mình vừa mới đổi tên. Đây, N200RE Repeater. Mình nhập vào lại cái mật khẩu mà lúc nãy mình vừa đặt cho nó. Đó, như các bạn có thể thấy là hiện tại con N200RE của mình không có một thiết bị nào, không có một dây mạng nào đang kết nối đến nó ha. Rồi giờ mình sẽ vào thử cái trang web thử. Cũng vào trên cây đi.
Rồi ok, như vậy là mình đã cài đặt xong cái con N200RE này hoạt động với chế độ là repeater ha. Và cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái con N200RE này hoạt động với chế độ là WSB. Thì chế độ này nó sẽ giống với lại cái chế độ router mode, đó là sau khi cài đặt xong con N200RE này sẽ có một cái lớp mạng khác với lại cái con modem chính, cũng như là nó sẽ cấp phát DHCP xuống cho những thiết bị client kết nối. Mình sẽ chọn vào cái mục Totalink N200RE ha. Và cái khi mà mình cài đặt cái con N200RE này hoạt động chế độ là WSB thì mình cũng sẽ không cần phải nối dây mạng đến, nó sẽ là truyền sóng không dây giống như là thiết bị repeater ha. Rồi thì mình cũng vào lại cái trang cấu hình itotolink.net ha, cái tên miền truy cập của nó. Rồi nhập admin. Rồi một chế độ, lúc này các bạn sẽ chọn là chế độ WSB. Tuy nhiên là để cho cái thiết bị hoạt động nó ổn định đó, thì trước khi các bạn chọn chế độ WSB, các bạn nên đặt cái IP tĩnh cho cái con N200RE-V5 này qua một cái lớp địa chỉ IP mới. Ví dụ như là nó phải khác, cái địa chỉ IP mới này nó phải khác với lại cái địa chỉ IP của cái lớp mạng modem hiện tại, cái lớp mạng của con modem chính ha. Rồi, đây mình sẽ vào PC, xác nhận. Mình vào một mạng và vào chọn LAN. Rồi, ở đây mình sẽ đặt lại cái địa chỉ IP chính của nó, cái địa chỉ IP của thiết bị N200RE. Thì các bạn có thể thấy đây nó đang là .0.1, ví dụ ở đây mình đặt cho nó qua là .4.1 đi. Rồi. Thì đây sẽ là cái địa chỉ IP của con N200RE sau khi cài đặt chế độ WSB. Và nó sẽ bắt đầu từ dải 4.2 đến 4.254 ha. Rồi mình bấm áp dụng. Rồi, giờ mình sẽ đăng nhập vào lại cái trang cấu hình của nó. Rồi, các bạn chọn chế độ và bấm chọn chế độ WSB. Và nó cũng sẽ quét những cái sóng Wi-Fi xung quanh ha, để tìm cái Wi-Fi chính. Rồi, các bạn chọn vào Wi-Fi chính của mình, cũng nhập lại mật khẩu luôn. Rồi, kế tiếp. Các bạn cứ bấm kế tiếp ha. Mục này các bạn không cần phải thay đổi bất cứ một cái dòng trạng thái nào hết. Rồi, ở đây các bạn sẽ đặt lại cái tên Wi-Fi cũng như là đặt có mật khẩu hoặc không mật khẩu ha. Mình cũng sẽ đặt là có mật khẩu. Rồi, sau đó mình bấm nút luôn. Lúc này cái thiết bị nó sẽ cài đặt và cái điện thoại chúng ta sẽ tạm thời mất kết nối với lại cái Wi-Fi chính. Giờ mình sẽ vào, mình quét và bắt lại cái sóng Wi-Fi của con N200RE mà lúc nãy mình vừa thay đổi. Rồi, kết nối. Rồi, ở đây mình sẽ kiểm tra cái lớp mạng của cái con Totalink N200RE này đang hoạt động chế độ WSB ha. Đó, thì các bạn có thể thấy là hiện tại nó đã nhận lớp là 192.168.4.1 nè. Và nó đang cấp cho cái địa chỉ IP cho cái điện thoại của mình là 192.168.4.177. Rồi, giờ mình sẽ lên mạng thử luôn. Rồi, ok, như vậy là lên mạng bình thường ha. Rồi, như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái con N200RE này hoạt động ở 4 chế độ Router Mode, Accessible Mode, Repeater và WSB. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái app Totalink Router để tiến hành cài đặt 4 cái chế độ hoạt động vừa rồi. Thì cái cách cài đặt này nó sẽ áp dụng cho cả con N200RE-V5 cũng như là con N350RT luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.